Cô xin chào cả lớp. Các em thân mến, tương lai luôn ẩn chứa những điều bất định, luôn biến đổi và vì vậy luôn hàm chứa cả cơ hội lẫn thách thức. Trong tương lai đó, mối tương quan giữa cá nhân với xã hội, giữa đất nước và nhân loại là vô cùng quan trọng. Ở tầm nhân loại, các quốc gia cần hướng đến những giá trị phổ quát như bình đẳng, hòa bình và đặc biệt là trong giáo dục, để mang đến những cái thay đổi tích cực cho nhân loại. Còn ở tầm cá nhân thì mỗi người trẻ cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để thích nghi với sự bất định của tương lai. Thế giới tương lai sẽ có nhiều phát triển vượt bậc bởi kỷ nguyên 4.0, 5.0 mà tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo. Do đó, mỗi người trẻ cũng chuẩn bị cho mình tâm thế và những kỹ năng cần thiết để thích nghi và để không bị máy móc thay thế. Nếu như các em nhận thức được tất cả những gì cô vừa nói, thì các em sẽ ý thức thật là sâu sắc và chuẩn bị cho mình thật hiệu quả cái hành trang để bước vào tương lai. Như vậy, hôm nay trong tiết học này, cô sẽ giới thiệu cái chủ đề thứ hai trong chương trình lớp 11, đó là hành trang vào tương lai. Và nội dung chính của chúng ta đó là văn bản nghị luận. Bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là những đặc trưng cơ bản của văn nghị luận. Nội dung thứ hai là phần tiếng Việt, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách giải thích nghĩa của từ. Và nội dung thứ ba là viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội có sử dụng các yếu tố thuyết minh, miêu tả, biểu cảm và tự sự. Phần 1. Những đặc trưng cơ bản của văn bản nghị luận. Cô xin nhắc lại kiến thức mà các em đã được học ở chương trình lớp 10. Thứ nhất là văn bản nghị luận. Thì văn bản nghị luận là gì? Văn bản nghị luận là một loại văn bản thể hiện chức năng thuyết phục thông qua một hệ thống luận điểm, lý lẽ và bằng chứng được tổ chức chặt chẽ. Và trong cái văn bản nghị luận thì chúng ta sẽ chú ý đến cái đề tài. Đề tài của văn bản nghị luận rất rộng, nó bao gồm mọi vấn đề của đời sống như là chính trị nè, xã hội nè, đạo đức nè, triết học nè, nghệ thuật nè, văn học nè, vân vân và vân vân. Cô sẽ nhắc lại các yếu tố của văn bản nghị luận. Thứ nhất là luận đề, thứ hai là luận điểm, thứ ba là lý lẽ và bằng chứng. Thì luận đề là vấn đề tư tưởng, quan điểm hay là quan niệm được tập trung bàn luận trong cái văn bản đó. Việc chọn luận đề để bàn luận cho thấy được tầm nhận thức, thấy được sự trải nghiệm, thấy được sở trường, thái độ, cách nhìn nhận cuộc sống của người viết. Và thông thường thì luận đề của văn bản sẽ được thể hiện rõ nét nhất là qua nhan đề. Khái niệm thứ hai đó là luận điểm. Thì luận điểm là một ý kiến khái quát thể hiện tư tưởng, quan điểm, quan niệm của tác giả về luận đề. Nhờ hệ thống luận điểm, các khía cạnh cụ thể của luận đề mới được nổi bật theo một cái cách thức nhất định. Và trong cái phần luận điểm thì chúng ta cũng nên lưu ý, luận điểm cần được trình bày một cách rõ ràng, có hệ thống, có định hướng cụ thể và phải đảm bảo được tính chính xác cao. Cô sang hai khái niệm cuối cùng là lý lẽ và bằng chứng. Lý lẽ nảy sinh nhờ suy luận logic, được dùng để giải thích và triển khai luận điểm, giúp luận điểm trở nên sáng tỏ và đứng vững. Còn bằng chứng là những căn cứ cụ thể, sinh động, được triển khai từ thực tiễn hoặc từ các tài liệu sách báo nhằm xác nhận tính đúng đắn và hợp lý của lý lẽ. Sau đây là chúng ta sẽ tiếp nhận những cái kiến thức mới của chương trình lớp 11. Đó là tính thuyết phục của lý lẽ bằng chứng trong văn bản nghị luận. Để làm nên cái sức hấp dẫn thuyết phục của văn bản nghị luận thì chúng ta cần phải có những lý lẽ và bằng chứng sao cho thích hợp, chính xác và đầy đủ. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói đến tính thuyết phục của lý lẽ. Tính thuyết phục của lý lẽ sẽ thể hiện ở chỗ là soi chiếu vấn đề trên nhiều khía cạnh, có những cơ sở vững chắc từ lý thuyết đến thực tiễn để làm điểm tựa cho lập luận. Lý lẽ cần được lập luận một cách chặt chẽ để đảm bảo đủ cơ sở và kết luận. Thứ hai là tính thuyết phục của bằng chứng. Tính thuyết phục của bằng chứng thể hiện ở việc lựa chọn bằng chứng sao cho phù hợp, cụ thể, tiêu biểu, xác thực để làm sáng tỏ lý lẽ. Và thứ ba
là tính thuyết phục của lý lẽ và bằng chứng, thể hiện ở những cách biểu đạt độc đáo, ấn tượng, giàu tính hùng biện nhằm tác động vào tư tưởng và tình cảm của người đọc. Cô cũng nhắc lại cái yếu tố biểu cảm trong nhân mã nghị luận mà các em đã được học ở lớp dưới. Yếu tố biểu cảm sẽ được thể hiện qua ba vấn đề. Thứ nhất là từ ngữ, thứ hai là hình ảnh và thứ ba là câu văn. Yếu tố biểu cảm sẽ giúp cho chúng ta tăng sức thuyết phục. Trong nhân nghị luận thì cần sử dụng yếu tố biểu cảm để tác động vào tình cảm của người đọc. Yếu tố biểu cảm trong nhân nghị luận thì cần phải chân thực, đảm bảo sự mạch lạc, chặt chẽ của bài nghị luận. Và sau đây là các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự trong nhân mã nghị luận. Một là yếu tố thuyết minh. Yếu tố thuyết minh sẽ cung cấp tri thức về nguồn gốc, cấu tạo, vai trò, ý nghĩa của đối tượng cần bàn luận. Hai là yếu tố miêu tả. Thì yếu tố miêu tả sẽ thể hiện các đặc điểm, tính chất nổi bật của con người, con vật, đồ vật hoặc là cảnh sinh hoạt, v.v. Ba là yếu tố tự sự. Yếu tố tự sự sẽ thuật lại các sự việc liên quan đến luận đề, luận điểm, các bằng chứng trong nhân bản. Và cả ba yếu tố trên thì cần đáp ứng được cái mục đích của văn bản, đó là thuyết phục người đọc về ý kiến, quan điểm của người viết. Một vấn đề mà chúng ta không thể không quan tâm đó là nhan đề. Nhan đề của văn bản nghị luận thường khái quát nội dung chính của cái văn bản đó. Bên cạnh đó, để tăng sức thuyết phục, người viết có thể lựa chọn những cái nhan đề sao cho độc đáo để khơi gợi cái cảm xúc và hứng thú nơi người đọc. Sau đây là chúng ta bước vào phần thực hành. Các em sẽ tìm hiểu các yếu tố cơ bản của văn bản nghị luận qua phần tri thức ngữ văn. Sau đây, các em sẽ bật đường link, các em xem và sau đó thì chúng ta sẽ thực hành bài tập các em nhé. Đây là phần gợi ý của cô. Các em sẽ quan sát trên màn hình. Sau khi xem xong thì các em sẽ tự làm bài. Làm bài xong thì các em sẽ soi chiếu lại với cái phần gợi ý của cô. Xem cái bài của mình đúng hay là sai, đúng sai ở mức độ nào. Và mình sẽ tự nhận xét và đánh giá bài làm của mình các em nhé. Cô xin kết thúc phần 1 để chuyển sang phần 2, đó là phần tiếng Việt. Trong phần tiếng Việt này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách giải thích nghĩa của từ. Sẽ có 3 cách giải thích nghĩa của từ. Một là phân tích nội dung nghĩa của từ. Hai là dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Ba là giải thích từng thành tố cấu đạo tạo từ. Phân tích nội dung nghĩa của từ là chỉ ra phạm vi sử dụng, khả năng kết hợp của từ, sự khác nhau của các từ đồng nghĩa. Hai là dùng từ đồng nghĩa trái nghĩa, là tìm các từ đồng nghĩa hoặc các từ trái nghĩa với từ cần giải thích. Và ba là giải thích từng thành tố cấu tạo từ, là chúng ta sẽ đi giải thích nghĩa của từ bằng cách giải thích từng thành tố cấu tạo từ. Chúng ta bước vào phần bài tập. Cả lớp sẽ mở sách giáo khoa. Ở trang 45, chúng ta đi vào bài tập số 1. Giải thích nghĩa của các từ in đậm trong những trường hợp sau, chỉ ra cách giải thích từ ngữ mà bạn đã sử dụng. A. Hôm nay là ngày của tất cả mọi phụ nữ, mọi thanh thiếu niên, nam nữ đã cất cao tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của mình. Các em sẽ chú ý cho cô từ in đậm là từ quyền lợi. Câu văn này được trích trong một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới. Và chúng ta sẽ giải thích từ quyền lợi. Quyền lợi là quyền được hưởng những lợi ích nào đó về vật chất hoặc tinh thần. Và đáp án là phân tích nội dung nghĩa của từ. B. Sức mạnh của giáo dục khiến họ sợ hãi. Câu này được trích trong một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới. Chúng ta sẽ giải thích từ giáo dục. Giáo dục là hình thức học tập, theo đó kiến thức, kỹ năng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo hay là nghiên cứu. Và cách giải thích nghĩa của từ của chúng ta là phân tích nội dung nghĩa của từ. C. Có thể thấy bộ kỹ năng đã đặt ra các khối
Nội dung kiến thức xã hội khá rộng, đòi hỏi sinh viên phải hiểu biết về môi trường đang sống và phải có liên kết gắn bó với môi trường xung quanh. Câu này được trích trong Người trẻ và những hành trang vào thế kỷ 21. Chúng ta sẽ giải thích từ hiểu biết. Hiểu là hiểu thấu, biết là biết rõ. Hiểu biết là biết rõ về tình hình và có thái độ cảm thông với người khác. Và đáp án của chúng ta là giải thích từng thành tố cấu tạo từ. D. Để chiến thắng được sức mạnh khổng lồ của thiên nhiên, ông lão phải vận dụng hết kinh nghiệm, trí thông minh, lòng dũng cảm của một ngư dân sống cả đời trên biển. Câu này được trích trong Hình tượng con người chinh phục thế giới trong Ông già và biển cả. Chúng ta sẽ đi giải thích từ chiến thắng. Chiến thắng là giành được phần thắng trong chiến tranh, chiến đấu hoặc trong một cuộc thi đấu. Và cách giải thích nghĩa của từ của chúng ta là phân tích nội dung nghĩa của từ. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Các em lật qua trang 46. Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên đã giải thích các nghĩa của từ quả, danh từ như sau. 1. Bộ phận của cây do bầu nhụy hoa phát triển mà thành, bên trong chứa hạt, như là ăn quả như kẻ trồng cây. 2. Từ dùng để chỉ đơn vị những vật có hình giống như quả cây, như là quả bóng, quả trứng gà, quả lựu đạn, quả tim, đấm cho mấy quả. Câu số 3. Đồ để đựng bằng gỗ, hình hộp tròn, bên trong chia thành nhiều ngăn có nắp đậy, như là quả trầu, bưng quả đồ lễ. 4. Kết hợp hạn chế dùng đi đôi với nhân, kết quả là cách nói tắt, có nhân là thì có quả, quan hệ giữa nhân và quả. 5. Món lợi thu được trong làm ăn buôn bán, như là thắng quả, trúng quả, thua liền mấy quả. Và chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu số 1 là trong các nghĩa của từ quả, nghĩa nào là nghĩa gốc và nghĩa nào là nghĩa chuyển? B là các nghĩa của từ quả được giải thích theo cách nào? Và đây là đáp án. Câu số 1 là nghĩa gốc. Câu 2, câu 3, câu 4 và câu 5 được người viết sử dụng theo nghĩa chuyển. Đáp án các nghĩa của từ quả được giải thích theo cách. Câu số 1, câu số 2, câu số 3 là cách giải thích từ giống nhau. Đó là phân tích nội dung nghĩa của từ. Câu số 4 là giải thích từng thành tố cấu tạo từ. Câu số 5 là dùng một từ đồng nghĩa với từ cần giải thích. Chúng ta sang bài tập số 3. Phần giải thích nghĩa của các từ sau đây đã chính xác hay chưa? Vì sao? Câu A, đả kích là động từ. Việc phê phán chỉ trích gay gắt đối với người, phía đối lập hoặc coi là đối lập. Câu B, khép nép là tính từ. Điệu bộ như muốn thu nhỏ người lại để tránh sự chú ý, sự đụng chạm hoặc để tỏ vẻ ngại ngùng hay kính cẩn. C, trắng là tính từ. Màu của vôi, của bông. Đáp án của chúng ta như sau. Câu A, phần giải thích từ là chưa chính xác. Vì phần giải thích việc phê phán chỉ trích gay gắt đối với người phía đối lập hoặc coi là đối lập là một cụm danh từ dùng để giải thích một danh từ chứ không dùng để giải thích một động từ. Nên sử dụng phần giải thích là một động từ hoặc là một cụm động từ thì mới đúng. Câu B và C, phần giải thích từ cũng chưa chính xác. Vì phần giải thích là cụm danh từ, nó không thích hợp để giải thích tính từ. Vì vậy, chúng ta nên thêm từ có vào phần đầu của giải thích. Sau đây là bài tập thực hành từ đọc đến viết. Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày một mục tiêu của bạn trong tương lai và những giải pháp để đạt được mục tiêu ấy. Hãy giải thích nghĩa của hai từ ngữ trong đoạn văn và cho biết bạn đã giải thích theo cách nào. Sau đây là phần hướng dẫn của cô. Cả lớp sẽ quan sát. Phần thứ nhất là phần mở đoạn. Phần thứ hai là phần thân đoạn. Và phần cuối cùng là phần kết đoạn.
chúng ta sẽ kết thúc phần 2 ở đây các em nhé, để chuẩn bị bước sang phần thứ 3. Chúng ta bước sang phần 3 là viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Mục tiêu bài học của chúng ta là các em cần ghi nhớ được các phương pháp, kỹ năng để làm bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội nha. Hai là các em cần vận dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Chúng ta đi vào phần kiểu bài. Thì nghị luận về một vấn đề xã hội là kiểu bài dùng lý lẽ, bằng chứng để bàn luận và làm sáng tỏ về một vấn đề xã hội. Thì vấn đề xã hội đó có thể là một ý kiến, có thể là một tư tưởng đạo lý hay là một hiện tượng đời sống. Để từ đó giúp cho người đọc nhận thức đúng đắn về vấn đề và có thái độ giải pháp sao cho phù hợp với vấn đề đó. Chúng ta sẽ có 3 cái yêu cầu. Yêu cầu 1 là có luận điểm rõ ràng, chặt chẽ, thể hiện được quan điểm của người viết về vấn đề. Yêu cầu 2 là đưa ra hệ thống lý lẽ, bằng chứng, thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ để làm sáng tỏ luận điểm. Yêu cầu 3 là nêu và phân tích trao đổi về các ý kiến trái chiều. Về bố cục sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài, giới thiệu vấn đề xã hội cần bàn luận, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của người viết về vấn đề đó. Phần thân bài sẽ trình bày hệ thống luận điểm, lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ cho quan điểm của người viết, đồng thời cũng phản biện các ý kiến trái chiều. Phần kết bài là khẳng định lại quan điểm của người viết về vấn đề, đồng thời sẽ đưa ra những đề xuất, những giải pháp sao cho phù hợp và hiệu quả. Sau đây chúng ta bước vào phần quy trình thực hiện bài viết. Bước 1 là xác định đề tài, mục đích, đối tượng, thu thập tư liệu. Bước 2 là tìm ý, lập dàn ý. Bước 3 là viết bài. Và bước 4 là kiểm tra và đánh giá lại bài viết của mình. Chúng ta bước vào phần đầu tiên là chuẩn bị viết. Để xác định được đề tài, thì các em hãy ghi lại những vấn đề xã hội mà bản thân mình quan tâm hoặc là mình còn băn khoăn và trăn trở. Thì đó có thể là những vấn đề về tư tưởng, đạo lý, lối sống của con người mà mình biết được qua sách vở, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hoặc là những cái vấn đề mà nó xảy ra với bản thân mình, với gia đình mình, vân vân. Rồi từ đó các em sẽ chọn cái đề tài mà mình trăn trở nhất để mình triển khai cho cái phần viết. Chúng ta cần đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó để cho bài viết của mình đạt được hiệu quả cao. Câu hỏi thứ nhất là văn bản này viết ra nhằm mục đích gì? Câu hỏi thứ hai, người đọc văn bản này là ai? Câu hỏi thứ ba, họ chờ đợi điều gì từ bài viết của tâm mình? Và sau khi trả lời được 3 câu hỏi đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cách viết sao cho nó phù hợp và hiệu quả nhất. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đi thu thập tư liệu. Sau khi chọn được đề tài thì các em hãy tìm tài liệu mà liên quan đến vấn đề nghị luận. Mình có thể tìm tại thư viện nè, tìm ở trên sách báo hoặc là trên mạng internet. Chúng ta sẽ quan tâm đến những vấn đề sau trong quá trình thu thập tư liệu. Một là những quan điểm thường thấy về vấn đề mà mình nghị luận. Hai, những lý lẽ và bằng chứng nào là xác đáng, cần phải chú ý và đưa vào trong bài. Ba là mình quan tâm đến những ý kiến trái chiều. Và bốn là những điều chưa được bàn đến thì mình sẽ bàn đến một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn trong cái bài viết. Bước hai là sẽ là tìm ý và lập dàn ý. Và chúng ta sẽ bước vào phần tìm ý. Một là luận điểm của tôi về vấn đề này là gì? Với vấn đề cần bàn luận, tôi đồng tình hay phản đối? Như vậy, ở bước đầu tiên này, chúng ta sẽ xác định cái thái độ của mình và xác định cái luận điểm để bài làm của mình nó được khái quát hơn. Những lý lẽ, bằng chứng nào sẽ góp phần làm sáng tỏ luận điểm là ý 2? Và ý 3 là có những ý kiến trái chiều nào về vấn đề này? Và cuối cùng là mình sẽ phản biện những ý kiến đó như thế nào. Sau khi tìm ý xong, chúng ta sẽ lập dàn ý theo sơ đồ gợi ý sau đây. Thứ nhất là mình sẽ giới thiệu vấn đề cần bàn luận. Và để làm nổi bật lên cái luận đề này thì chúng ta cần phải có những cái luận điểm. Luận điểm 1, luận điểm 2, luận điểm 3, v.v. Và muốn làm nổi bật lên luận điểm, chúng ta phải sử dụng lý lẽ và bằng chứng. Có như vậy thì bài làm của chúng ta mới có tính logic, mới có tính thuyết phục và hấp dẫn.
Sau đó thì mình nêu ra ý kiến trái chiều, đồng thời cũng tìm cái cơ sở để chúng ta phản biện lại cái vấn đề, cái ý kiến trái chiều đó. Bước thứ ba là một cái bước rất là quan trọng, đó là cái bước viết bài. Từ cái dàn ý mà đã lập, các em sẽ viết bài văn hoàn chỉnh theo một số gợi ý sau đây. Để bài văn được mạch lạc rõ ràng thì cần có những câu văn nêu rõ luận điểm và sử dụng các từ ngữ có chức năng chuyển ý. Có thể sử dụng trích dẫn, danh ngôn để tăng sức thuyết phục cho lý lẽ. Chúng ta đối thoại với người đọc, sử dụng hiệu quả các yếu tố thuyết minh, tự sự, miêu tả hay là biểu cảm để người đọc dễ dàng hình dung về vấn đề cần bàn luận, khơi gợi sự đồng cảm ở người đọc, lựa chọn ngôn ngữ sao cho phù hợp với người đọc và mục đích viết. Để mở bài và kết bài có được ấn tượng, có được sự hấp dẫn, thì chúng ta có thể sử dụng một câu chuyện có ý nghĩa, hoặc là trích dẫn một câu danh ngôn, hoặc là dùng một hình ảnh để ví von, so sánh, đặt ra một câu hỏi để khơi gợi trí tò mò của người đọc. Có thể chọn cách viết mở bài và kết bài theo kiểu hô ứng để tạo được cái dư âm. Sau đây là các em sẽ thực hiện cái bài viết của mình theo mẫu. Và cả lớp sẽ nhìn lên cái mẫu này và chúng ta sẽ tiến hành. Sau khi mình hoàn tất được cái bài viết thì các em sẽ đánh giá theo Rubik. Thì mình sẽ đánh vào cái ô, nếu đạt thì đánh vào ô đạt, mà chưa đạt thì đánh vào ô chưa đạt. Và sau đó thì mình sẽ tự nhận xét và đánh giá để tự cho điểm cái bài viết của mình các em nhé. Cô chúc cả lớp sẽ làm được bài đạt được hiệu quả cao. Cô xin chào các em. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Bài tập minh họa các đặc trưng cơ bản của văn nghị luận. Chúng ta sẽ đến với bài tập đọc hiểu sau đây. Đọc đoạn trích dưới đây. Trong đời sống, sự tự tin không chỉ thể hiện bản thân mỗi người khi giao tiếp, nó còn phản ánh cách chúng ta ứng xử trong cuộc sống, công việc, trong giao tiếp với người khác, trong sức mạnh mà chúng ta theo đuổi mục tiêu và giấc mơ của mình. Trong giao tiếp, dù ở ngôn ngữ nào, sự tự tin là nền tảng và chất xúc tác cho toàn bộ quá trình chúng ta giao tiếp với người khác. Sự tự tin không chỉ khiến bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực và nhìn nhận được những mặt tốt đẹp của một sự việc. Thái độ này còn tạo nên phong thái và khí chất của bạn. Trang Huffington Post khẳng định, nếu tự tin, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công khi phỏng vấn xin việc hay tìm kiếm việc làm mơ ước. Bên cạnh đó, người tự tin cũng được nhìn nhận là đẹp hơn, cuốn hút hơn. Chính thái độ và phong thái toát ra từ sự tự tin làm lu mờ những khiếm khuyết bên ngoài và biến họ, những người tự tin, trở nên đặc biệt trong mắt người khác. Trang Bonvita, một trang viết về phong cách sống, cũng khẳng định. Trang Psychologist phân tích, sự thiếu tự tin ấy không phải do bạn thiếu năng lực, mà do bạn chưa nhìn nhận đúng về bản thân mình, chưa có niềm tin vào khả năng của mình. Thì văn bản trên trích trong khi tự tin bạn quyền lực và hấp dẫn hơn trên kênh 14. Chúng ta trả lời các câu hỏi sau đây. Câu số 1, văn bản trên thuộc thể loại nào? Và đáp án của chúng ta là văn bản trên thuộc thể loại nghị luận. Câu số 2, xác định luận đề chính của văn bản. Và đáp án là luận đề chính của văn bản là vai trò của sự tự tin trong cuộc sống. Câu số 3, xác định lý lẽ và bằng chứng trong văn bản trên. Ở câu số 3 này, các em lưu ý là muốn đi tìm lý lẽ và bằng chứng thì việc đầu tiên là chúng ta phải đi tìm luận điểm. Bởi muốn làm nổi bật lên luận điểm thì người viết đã phải sử dụng lý lẽ và bằng chứng. Và lý lẽ với bằng chứng, logic, thuyết phục thì mới làm bật luận điểm và mới có thể có tạo được cái hiệu quả và sức hấp dẫn cao đối với lại bạn đọc. Luận điểm của văn bản là trong đời sống, sự tự tin không chỉ thể hiện bản thân mỗi người khi giao tiếp. Để làm nổi bật lên luận điểm này, tác giả đã sử dụng lý lẽ 1. Trong giao tiếp, dù ở ngôn ngữ nào, sự tự tin là nền tảng và chất xúc tác cho toàn bộ quá trình chúng ta giao tiếp với người khác. Lý lẽ 2. Sự tự tin không chỉ khiến bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực và nhìn nhận được những mặt tốt đẹp của một sự việc. Dẫn chứng 1. Trang Huffington Post khẳng định, nếu tự tin, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công khi phỏng vấn xin việc hay tìm kiếm việc làm mơ ước,
Bên cạnh đó, người tự tin cũng được nhìn nhận là đẹp hơn, cuốn hút hơn. Dẫn chứng 2. Chính thái độ và phong thái toát ra từ sự tự tin làm lu mờ những khiếm khuyết bên ngoài và biến họ trở nên đặc biệt trong mắt người khác. Trang Bonvita cũng khẳng định. Chúng ta sang câu số 4. Nhận xét về cách sắp xếp luận điểm, lý lẽ và bằng chứng trong văn bản. Đáp án của chúng ta là cách sắp xếp luận điểm, lý lẽ, bằng chứng hợp lý và rất là thuyết phục. Điều đó nó tác động vào nhận thức, tình cảm và thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với luận điểm mà bài viết đưa ra. Chúng ta sang câu số 5. Văn bản trên viết ra nhằm mục đích gì? Đáp án là văn bản trên viết ra nhằm mục đích để thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với quan điểm của người viết. Câu số 6. Trong bài viết, thái độ và phong thái toát ra từ sự tự tin có giá trị gì? Đáp án là, trong bài viết, thái độ và phong thái toát ra từ sự tự tin có giá trị là làm lu mờ những khiếm khuyết bên ngoài và biến họ trở nên đặc biệt trong mắt người khác. Chúng ta đến với câu số 7. Anh chị có đồng tình với ý kiến, nếu tự tin, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công. Vì sao? Ở câu số 7 này thì mình sẽ có nhiều đáp án bởi vì nó là một câu hỏi mở, nên đáp án của chúng ta cũng là đáp án mở. Các em sẽ có thể quyền lựa chọn một trong ba thái độ sau. Thái độ thứ nhất đó là đồng tình với ý kiến. Thái độ thứ hai là không đồng tình với ý kiến. Thái độ thứ ba là vừa đồng tình vừa không đồng tình với ý kiến. Và cái quan trọng là các em lý giải vì sao. Và cái phần lý giải nếu đủ sức thuyết phục thì sẽ được chấp nhận. Ở đây cô sẽ gợi ý là chúng ta có hai đáp án và bạn có thể chọn đáp án một hay hai đều được. Hoặc có thể là chọn đáp án thứ ba là vừa đồng tình và vừa không đồng tình. Đáp án thứ nhất là tôi đồng tình với ý kiến, nếu tự tin bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công, bởi vì tự tin là tin vào năng lực của bản thân, dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện. Thành công là đạt được kết quả như mong muốn bằng chính năng lực và sự cố gắng quyết tâm của mình. Tự tin sẽ giúp cho chúng ta có những suy nghĩ tích cực, lạc quan, nhìn nhận những mặt tốt đẹp của cuộc sống, phát huy năng lực, sở trường của bản thân, khẳng định khả năng trong các lĩnh vực. Từ đó giúp chúng ta phát huy các giá trị của bản thân và giúp chúng ta có nhiều cơ hội thành công. Nếu như mà các em chọn thái độ là không đồng tình, thì sẽ lý giải như sau. Bởi vì chỉ tự tin thì chưa đủ. Để thành công thì cần phải có thêm nhiều cái yếu tố khác như là năng lực, tri thức, kỹ năng sống, ý chí, nghị lực, sự chăm chỉ, sự nỗ lực, rồi cũng cần có cơ hội và sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta sang câu số 8. Sự tự tin trong cuộc sống có vai trò gì đối với bản thân mỗi người? Câu số 8 thì các em sẽ viết và trả lời bằng một đoạn văn kéo dài với độ dài là 7 đến 10 dòng. Thì đây cũng là một câu hỏi mở. Các em sẽ tùy theo cái tư duy, sự sáng tạo, độc lập của mình và chúng ta sẽ lựa chọn cái câu trả lời. Đây chỉ là gợi ý và mang tính định hướng của cô mà thôi. Đáp án của cô là sự tự tin có vai trò đối với bản thân mỗi người. Bởi vì sự tự tin vào bản thân sẽ là động lực quan trọng góp phần giúp ta thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống và đạt được những điều mà chúng ta mơ ước. Tự tin là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định cuộc sống của mỗi người. Khi chúng ta tự tin, nắm bắt, thì những cơ hội quý giá sẽ đến. Người tự tin là người được trọng dụng, được mọi người yêu quý, tin tưởng và học tập. Từ đó, chúng ta sẽ lan tỏa được cái đức tính và những cái thông điệp tốt đẹp cho xã hội. Và câu số 8 là câu cuối cùng đã khép lại cái phần bài tập đọc hiểu của chúng ta. Chúng ta chuyển sang phần thực hành, viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Cô nhắc lại cho cả lớp về kỹ năng làm bài. Đây là dàn ý khái quát. Dàn ý khái quát này gồm có 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, chúng ta sẽ có 2 bước. Bước 1 là giới thiệu được vấn đề cần bàn luận. Bước 2 là nêu khái quát quan điểm của người viết về vấn đề cần bàn luận. Ở phần thân bài sẽ gồm có các bước như sau.
Bước 1 là giải thích được vấn đề cần bàn luận. Bước 2, trình bày hệ thống luận điểm, thể hiện quan điểm của người viết. Bước 3, nêu được những lý lẽ thuyết phục đa dạng để làm sáng tỏ luận điểm. Bước 4 là nêu được những bằng chứng đầy đủ, phù hợp, xác đáng để làm sáng tỏ vấn đề. Và bước 5 là trao đổi với các ý kiến trái chiều một cách hợp lý, để trên cơ sở đó chúng ta sẽ mở rộng vấn đề. Và sang phần cuối cùng của bài viết sẽ là kết bài. Ở phần kết bài sẽ có 2 bước. Bước 1 là khẳng định lại quan điểm của bản thân, và bước 2 là đề xuất giải pháp hoặc là rút ra những cái bài học sao cho phù hợp. Và đây là đề thực hành của chúng ta. Cả lớp chú ý quan sát cho cô về cái đề nhé. Tình huống, em tham gia vào đợt tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ MC. Mỗi thành viên phải trình bày quan điểm của mình về chủ đề khởi nghiệp của giới trẻ. Nhiệm vụ, em hãy viết bài văn nghị luận xã hội, nêu quan điểm của mình về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Và đây là cái bài nghị luận xã hội, thì mỗi học sinh sẽ có những cái suy nghĩ độc lập sáng tạo khi chúng ta làm bài. Và thầy cô sẽ rất là trân quý những cái tư duy độc lập sáng tạo của các em. Và đây là cái phần mà cô sẽ đưa ra cái dạng ý. Dạng ý này nó chỉ có mang tính là định hướng thôi. Đây là một cái dạng ý khái quát. Nó cũng là gợi ý để cho các em làm bài được tốt hơn. Cô đi vào phần đầu tiên là mở bài. Ở mở bài bước 1 là giới thiệu được vấn đề cần bàn luận. Và vấn đề cần bàn luận của chúng ta đó là việc lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong tương lai. Bước 2 là sẽ nêu khái quát lại quan điểm của người viết về vấn đề cần bàn luận. Chúng ta bước sang phần 2 là phần thân bài. Bước 1 của phần thân bài đó là thao tác đầu tiên là chúng ta phải giải thích vấn đề cần bàn luận. Thì mỗi học sinh sẽ trả lời 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là thế nào là lựa chọn nghề nghiệp? Câu hỏi thứ hai là việc lựa chọn nghề nghiệp theo quan điểm của bản thân là như thế nào? Bước 2 là chúng ta sẽ trình bày được cái hệ thống luận điểm để thể hiện quan điểm của người viết. Thì trong cái phần mà trình bày luận điểm, mỗi học sinh cần tìm ít nhất là 2 luận điểm. Và những học sinh nào mà có được trong bài viết của mình nhiều luận điểm thì điều đó rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chọn lọc những cái luận điểm nào mà nó làm nổi bật được luận đề. Và các luận điểm sẽ tập trung thể triển khai, làm rõ vấn đề bàn luận, những biểu hiện của việc lựa chọn nghề nghiệp theo quan điểm của bản thân, những lợi ích hiệu quả khi lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và những hậu quả khi lựa chọn sai nghề nghiệp. Chúng ta sang bước thứ 3 là các lý lẽ bằng chứng khi đưa vào bài làm thì nó phải phù hợp và làm sáng rõ được cái luận điểm, soi chiếu vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau sao cho nó đa diện, nó nhiều chiều và nó khách quan. Và chúng ta sẽ trình bày lý lẽ và bằng chứng một cách có hệ thống, sao cho chặt chẽ và có tính logic. Bước thứ 4 là sẽ đưa ra một cái ý kiến trái chiều và phản biện trao đổi với ý kiến trái chiều đó một cách hợp lý và đúng đắn. Chúng ta sang phần kết bài. Bước 1 của kết bài là khẳng định lại quan điểm của bản thân. Bước 2 là đề xuất giải pháp và rút ra những cái bài học phù hợp. Sau khi các em hoàn tất được bài làm của mình, thì các em sẽ dựa vào cái đánh giá Rubik để mình sẽ kiểm tra lại coi bài viết của mình đạt hay chưa đạt. Nếu phần nào đạt thì các em sẽ đánh vào khung đạt, và nếu phần nào chưa đạt thì mình sẽ đánh vào khung chưa đạt, và các em sẽ tự nhận xét đánh giá và cho điểm cái bài viết của mình các em nhé. Sau đây là phần bài tập về nhà. Cô hy vọng là cả lớp chúng ta đều thực hiện tốt cái phần bài tập về nhà này nhé. Câu lạc bộ văn học của trường bạn tổ chức cuộc thi viết với chủ đề Những góc nhìn cuộc sống. Hãy viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội mà bạn quan tâm để tham gia cuộc thi. Và đây cũng là một cái đề mở. Cái đề mở này nó sẽ giúp cho các em phát huy được cái năng lực độc lập, tự chủ và sáng tạo của mình. Cô chúc cả lớp sẽ có được cái bài làm thật là hiệu quả và chất lượng. Cô xin tạm biệt cả lớp.